Vâng, tôi xin nói tiếp về những cái thông tin vừa qua. Vừa rồi không phải là bị chặn, xin thông báo với các bạn vừa rồi là đây là phần 2, bởi vì là thời tiết hôm nay ở Berlin thì rất là nóng, cho nên là những cái người theo dõi cũng khá đông và cái hệ thống phát của chúng tôi nó nóng, cho nên là thành ra là các bạn đã bị tạm dừng một chút. Và bây giờ tôi xin phát tiếp cái thông tin này. Sở dĩ hôm nay chúng tôi làm ở đây các bạn đang đứng trước cái chỗ này, là đây là Dekra, là cái nơi mà đăng kiểm chất lượng phương tiện giao thông cũng như là những cái thiết bị được để dùng ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và tại đây thì những cái chương trình đăng kiểm sẽ được kiểm tra rất kỹ, và những cái người dùng hoặc là những cái người mà mang thiết bị từ nước ngoài vào đây để sử dụng, hoặc những nhà máy sản xuất ở đây đều phải có qua những cái đăng kiểm này một cách rất chặt chẽ và không thể bỏ qua, về đặc biệt về tiêu chuẩn, về an toàn, về chất lượng và về chống ô nhiễm môi trường. Thì các bạn cũng đã biết, tôi cũng vừa nói trong cái chương trình lần trước, vừa nói xong chương trình thì là thấy rằng là chúng tôi đã phát hiện ra cái việc mà chiếc xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã không hề được đưa sang cái nơi mà gọi là Euro NCAP để đăng ký, đưa vào sử dụng như là cái thông báo mà trước đó cái tờ báo trong nước đã đăng về cái việc này. Đây là thông tin mà trả lời của nơi, đây là Euro NCAP, đó là họ nói rằng là rất tiếc là các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Và đây là rất rõ ràng, bằng chứng rất rõ ràng. Và với những cái thông tin này thì các bạn, những cái người đã và đang và sẽ mua những xe VinFast này có quyền khởi kiện và yêu cầu trả lại tiền, hoặc là yêu cầu những cái đại lý đã đặt tiền rồi để có thể trả lại cho những người đã đặt tiền. Và đây là bức thư. Tôi xin gửi lại cho các bạn xem bức thư, bởi vì vừa rồi nó bị gián đoạn một chút. Thì đây là bức thư của Euro NCAP gửi cho chúng tôi bằng tiếng Anh, và lát nữa tôi sẽ đưa những cái thông tin này trực tiếp lên trên đây để các bạn tham khảo. Và cụ thể nhất là những người chủ bán xe cho VinFast, hoặc là những người đã đặt mua xe số lượng lớn hoặc mua nhiều, để đề phòng những trường hợp tới đây sẽ gặp những vấn đề rắc rối, bởi vì là những chiếc xe này thực tế là đã không được đưa sang bên châu Âu, đã không được đưa sang đây, nơi là Euro NCAP để kiểm tra chất lượng theo như những bài báo ở trong nước đã đăng. Và các bạn phải cẩn thận, bởi vì là khi mà không được đưa sang kiểm tra như vậy thì những cái hãng bảo hiểm và những cái nơi mà cung cấp cái dịch vụ hậu mãi cũng sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là ở Đức. Nếu mà các bạn không có đăng kiểm tốt thì các bạn cũng sẽ không có chứng chỉ để hoạt động những phương tiện này trên đường, thì không có hãng bảo hiểm nào, và khi mà gặp xảy ra tai nạn thì không ai đền bù cho các bạn cả. Thì đấy là cái điều mà rất quan trọng, và chúng tôi đã chứng minh được rằng, và cái thông tin này là rất quan trọng đối với các bạn, là thực ra là không có cái chiếc xe nào của VinFast được đưa sang Euro NCAP để kiểm tra. Và theo như điều tra của chúng tôi, tức là chúng tôi đã trực tiếp cho người ra đến cái nơi mà bán xe tại Hà Đông, Quang Trung, tức là 948 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đây các bạn xem. Thì để hỏi về vấn đề là tiêu chuẩn khí thải thì sao? Thì cũng được họ nhắn tin trực tiếp, là họ chỉ nói là chỉ được là Euro 4 anh ạ. Tức là Euro 4, tức là cái nơi, cái thứ tiêu chuẩn mà hiện nay là ở Đức và châu Âu, là đặc biệt là Đức là không có dùng nữa, mà họ chỉ Euro 6 thì họ mới được quyền, với những cái xe mới là Euro 6 thì mới được quyền đăng ký kinh lưu thông. Còn những cái loại xe Euro 4 thì không bao giờ được phép sử dụng, bởi vì là cái này thì đã cũ, chỉ là xe cũ thôi thì mới được đi tiếp, và thường là họ bán sang Nga hoặc là những cái nước mà kém phát triển, lạc hậu thì họ mới có thể đi vào những cái phương tiện này. Vậy là ngay cả cái vấn đề là Euro 4 thì chúng ta cũng sẽ không tìm thấy trong những cái thông tin, thông số xe mà ông Phạm Nhật Vượng bán chiếc xe VinFast Fadi. Và chúng tôi phải tự hỏi cái người, cho người hỏi cái người bán hàng, thì họ phải hỏi chủ cửa hàng rất lâu họ mới trả lời được rằng đấy là Euro 4. Nhưng mà cái vấn đề Euro 4 này thì chúng tôi cũng sẽ đang đặt vấn đề nghi vấn, bởi vì là khi mà cái chiếc xe mà VinFast Fadi đó đã, họ bên phía châu Âu họ nói rằng họ không hề nhận được chiếc xe nào trong năm 2019 để sang đây thử, như là cái lời thông tin của ông của bên VinFast, thì cái vấn đề Euro 4 này cũng là một cái câu hỏi, bởi vì là liệu nó có Euro 4 hay không, hay có thật như thế không, hay có khi nó cái Euro đó nó còn thấp hơn nữa, hoặc thậm chí còn không có Euro nào, thì đấy là cái sự thiệt thòi rất lớn cho người sử dụng ô tô. Và các bạn cũng đã biết trong cái thời gian vừa qua, mặc dù là ông Phạm Nhật Vượng và những cái người của cái công ty đấy chuyên quảng cáo là dùng công nghệ Đức để lắp ô tô, nhưng mà khi mà họ mở bán ra thì các bạn thấy rất rõ là trong những cái
trong những cái nhà xe này, chứa xe, kho chứa xe này ở Hải Phòng ở đâu đó thì rất là nhiều xe, nhưng mà toàn xe là dùng cái thương hiệu là GM, tức là GM với cái thiết kế tương tự như Opel hoặc là Chevrolet, những cái thiết bị của những cái xe ô tô mà theo như tôi điều tra thì cái hãng Chevrolet họ đã không còn sản xuất từ năm 2016 để bán bên này nữa, và xe Opel thì cũng đã, Opel K thì cũng đã dừng dây chuyền sản xuất từ tháng 5 năm 2019 rồi. Vậy là chúng ta đã nói là đi tắt đón đầu và công nghệ tốt, công nghệ cao, nhưng mà thực ra là đã toàn nhập những dây chuyền công nghệ rất cũ về, và dâu ông nọm cả cầm bà kia, tức là nó không đồng bộ. Chính vì vậy mà cái việc mà đăng ký, đăng kiểm ở châu Âu hoặc là thử thì rất khó khăn, ở chỗ cái chất lượng là nó sẽ không đồng bộ và sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là tai hại nếu mà sử dụng và lưu thông những chiếc xe mà không được đăng kiểm và không được test cẩn thận, thì sẽ dẫn đến những cái tai nạn rất là nguy hiểm, bởi vì là họ nó có thể đâm méo và người trong lại xe có thể chết bẹp, hoặc là cháy xe không thoát ra được, hoặc là xe đang lưu thông trên đường có thể cháy, hoặc là khi gặp đường trơn thì nó không có cái hệ thống xử lý tốt được, thì nó sẽ làm cho xe có thể lật nhào và lăn, thì đấy là những cái điều rất nguy hiểm. Sở dĩ tôi nói những cái điều này bởi vì là không phải là những cái thông tin này mà cho bản thân chúng tôi, mà chúng tôi là báo chí, và vì báo chí cho nên những cái thông tin cụ thật và cụ thể nhất chúng tôi cung cấp cho các bạn, và chúng tôi không bao giờ làm những cái điều mà nó không có cái bằng chứng. Và đây các bạn nhìn thấy, ngay cả ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta, của Việt Nam, cũng đã vừa rồi cũng rất là nhiệt tình đi quảng cáo cho xe ô tô VinFast, và không hiểu sao ông Phúc lại nhiệt tình đến thế, và ông Nguyễn Phú Trọng nữa, rồi ông Nguyễn Thiện Nhân nữa. Mà ông Nguyễn Xuân Phúc là một thủ tướng thì ông ấy học ở trong nước, rồi ông ấy cũng trình độ hiểu biết, cũng một vài lần tôi có gặp ở trong dinh phủ thủ tướng Đức, phủ tổng thống Đức, rồi ở Berlin thì tôi cũng đã gặp. Trình độ của ông thì rất là kém trong cái ăn nói, trong cái giao tiếp, đi đâu cũng ngu ngơ như là cái người mất hồn. Thì cái này tôi đã gặp trực tiếp rồi, bởi vì tôi là đến tận phủ tổng thống để tôi làm tin, thì tôi có gặp và tôi đã phát trực tiếp những cái lần mà gặp ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà những cái lần gặp đó là cuối tháng 7 đấy là đầu tháng 7 2017. Thì thực ra thì sau đó thì cũng rất là không may cho ông Phúc, và sau khi ông về 2 tuần thì ở đây, ở ngay Berlin này, thì ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, và Đức hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra ông Tô Lâm, ông Đường Minh Hưng, ông Đào Quốc Oai và những cái người nó đang trốn chạy ở Việt Nam. Thì cái việc này chúng tôi sẽ quay lại trong những chương trình thời sự lần tới để phục vụ các bạn để biết cái thông tin đó. Còn đây là ông Phúc, thủ tướng của chúng ta, và ông ta nhiệt tình quảng cáo cho những chiếc xe này. Và chiếc xe VinFast thì như là cái hãng Aerocap này đã nói với tôi rằng họ đã gửi thông tin là họ không hề nhận được chiếc xe nào thử cả. Vậy là ông Nguyễn Xuân Phúc, thế là ông đã đi quảng cáo cho những cái hãng xe mà không hề biết chất lượng. Điều đó sẽ làm rất tai hại cho người dân Việt Nam, bởi vì có thể họ còn tin tưởng thủ tướng họ mua, hoặc là họ ủng hộ. Thế nhưng mà nếu mà mua và ủng hộ những chiếc xe mà lại không đạt tiêu chuẩn chất lượng và đi mà có thể gây tai nạn và chết người, chết cả nhà, hoặc là bị tai nạn, bị cháy nổ, hoặc các hãng bảo hiểm mà không bồi thường thiệt hại, thì cái điều đó rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Xuân Phúc phải xem xét lại cái vai trò, cái đánh giá của mình đối với cả những cái doanh nghiệp trong nước, để tránh những cái trường hợp mà lợi ích nhóm, tránh trường hợp những cái doanh nghiệp họ hoạt động nó không đàng hoàng và có thể bị lừa đảo những người làm chính sách, để họ ra những quyết sách sai cho cái việc mà phát triển của công nghiệp xe ô tô trong nước nói riêng, và những cái cả cái ngành nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thì cái việc này ông Nguyễn Xuân Phúc phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Và ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân là một cái người mà cũng hay đi cùng ông Nguyễn Xuân Phúc đi xuống để thăm những cái nơi mà sản xuất, thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng phải là một cái người học ở Đức, thì ở Magdeburg tiến sĩ chế tạo máy, mà ông ta vẫn có những cái nhận thức kém cỏi như vậy, đánh giá sai hoàn toàn về một cái doanh nghiệp như của ông Phạm Nhật Vượng. Thì điều đó cũng phải nói rằng là cái khả năng của ông ta trong cái điều hành của thành phố Hồ Chí Minh là rất đặt vấn đề rất lớn trong cái việc mà ông ta, liệu ông ta có làm được hay không, khi mà chỉ một cái doanh nghiệp nhỏ như ông Phạm Nhật Vượng đã có thể qua mặt và đưa những chiếc xe mà được đánh giá là ở trong nước nói là rất tốt, nhưng mà thực tế mà thì những cái đánh giá bên này là không có, tức là không hề có. Đấy. Đây, vâng. Đấy. Tức là không hề có cái đánh giá này, tức là họ không gửi xe sang mà họ lại nói rằng là có gửi xe sang, thì điều này là sẽ rất tệ hại cho cái việc mà những cái hàng chục nghìn người dân Việt Nam có thể phải mua phải những chiếc xe như thế này, thì họ sẽ gặp nguy hiểm khi lưu thông.
rồi ngay cả những cái xe cho nhà, nếu mà nhà nước dùng ngân sách để mua thì những cái quan chức và những người đi trên đó cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì là chiếc xe đã không được kiểm định và đánh giá chất lượng ở Euro NCAP như là cái thông báo thông tin mà ông Phạm Nhật Vượng, tức là tờ báo trong nước, đã đăng về việc đó. Như vậy là đây là cái sự lừa dối khách hàng rất lớn, rất nghiêm trọng mà cho những cái người dùng ở Việt Nam. Và cái việc này là nếu ở Đức thì nó sẽ đưa ra truy tố, bởi vì là đã nguy hiểm đến tính mạng của hàng nghìn người dân, chục nghìn người dân, và thu tiền bất hợp lý, bất hợp pháp của những người đó để mua những thiết bị, những phương tiện mà không có cái chất lượng gì cả. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm, và có thể truy tố và phạt rất nặng về tài hành chính và phạt cả tù nữa vì những cái việc này. Đây, và tôi chắc chắn rằng là trong ông Phạm Nhật Vượng thì còn có cậu em là Phạm Nhật Vũ cũng vừa bị bắt trong thời gian vừa qua vì tội cũng về vấn đề là AVK. Thì hiện nay ông Phạm Nhật Vượng lại tiếp tục dính vào cái vấn đề là bán xe mà chưa được kiểm định theo như cái thông báo, tức là ông ta thông báo là có kiểm định nhưng mà thực ra là không có. Đấy, và họ đã trả lời chúng tôi rất rõ ràng đây. Thế thì cũng và ông ta đã dùng những cái thủ đoạn rất là tinh vi, đó là dùng những cái người mà nổi tiếng, ví dụ như là Hoa hậu Việt Nam, rồi là David Beckham. Beckham là cái người bóng đá nổi tiếng, tức là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, để quảng cáo cho chiếc xe này. Chắc là mất rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà cái điều này thì chỉ là cái hình thức về trên, phía trên thôi. Nhưng cái thực chất là phải chiếc xe phải tốt và đảm bảo chất lượng, cũng như là đảm bảo về môi trường, khí thải và cái an toàn khi lưu thông, thì chiếc xe đó mới có thể bán được. Chứ không thể đem những hoa hậu, không thể thuê David Beckham, hoặc là nhờ ông, đưa ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra để quảng cáo cho cái việc đó để bán hàng được. Bởi vì là những cái người chính trị gia như vậy thì họ phải làm những cái việc và chung cho tất cả mọi người, chứ không thể nói là chỉ dùng một người. Và đây, trong ngày hôm 21 tháng 6 vừa qua thì các bạn cũng đã chứng kiến ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã xuất hiện. Và ngay sau khi ông xuất hiện thì cái việc này, cái vấn đề mà xe của VinFast này và cái vấn đề không có kiểm nghiệm, kiểm định mà đem ra bán như thế này, chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng cũng là cái người mà dù sao ông ta cũng là có người có kinh nghiệm và người đứng đầu đảng và nhà nước, thì ông ta phải lo chịu trách nhiệm đối với nhân dân về cái việc mà là nếu mà sức khỏe hoặc là tính mạng của người dân bị nguy hiểm, thì ông ta là với quyền của chủ tịch nước thì ông ta có quyền, hoàn toàn có quyền đưa ra những quyết định đúng đắn để xử phạt hoặc là truy tố những cái người mà coi thường tính mạng người dân như vậy. Thì đấy, cái việc này ông Nguyễn Phú Trọng thời gian tới chắc là sẽ phải có cái bàn thảo với cả Bộ Chính trị cũng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tiếp tục làm cái vụ này cho đến nơi, và cũng như là tránh cái trường hợp mà không phải chỉ ông Phạm Nhật Vượng, không phải là công ty VinFast, mà cả những cái người mà trong bộ máy nhà nước cũng sẽ phải để ý, để tâm hơn những cái vấn đề phát triển của đất nước, tránh để cho những cái đất đai hoặc là để cho những cái vốn của ngân hàng bị những cái doanh nghiệp ma chiếm đoạt và họ đưa bán những sản phẩm mà không được kiểm định như vậy. Đấy. Vâng, và tất nhiên là sau khi sau khi những cái bài báo của chúng tôi đăng thì trong nước với hơn 800 tờ báo và truyền hình đã vẫn im lặng, tức là cái điều đấy là, tức là báo chí cách mạng Việt Nam thì vẫn im lặng. Nhưng mà chúng tôi rất hoan nghênh một cái tờ báo, và đấy là báo Phụ Nữ. Cuối cùng thì Phụ Nữ Việt Nam vẫn là anh hùng, và họ đã đăng cái bài báo rất rõ ràng vào ngày 24 tháng 6, tức là ngày 24 tháng 6 ngày hôm qua, về cái việc là đặt vấn đề là VinFast pha đi liệu có như quảng cáo hay không. Và cái nội dung trong bài báo này thì rất là nhiều thông tin trùng hợp, trùng với cả những cái thông tin mà chúng tôi đã điều tra trong thời gian vừa qua, từ ngày 17 tháng 6 vừa qua cho đến nay, thì đến tận ngày 24, tức là sau một tuần, thì mới có một tờ báo duy nhất của Việt Nam đăng tin và đặt câu hỏi về cái chất lượng của VinFast. Thì ngày hôm nay đấy là báo Phụ Nữ. Vâng, và chúng tôi cũng rất là hoan nghênh báo Phụ Nữ, bởi vì là báo Phụ Nữ như vậy là làm đúng vai trò của báo chí, và Phụ Nữ Việt Nam thì luôn anh hùng. Đấy. Thế còn những cái tờ báo khác và những cái cơ quan truyền thông khác thì vẫn im lặng. Và trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng được tiếp cận rất nhiều những cái người mà người ta tìm cách để tiếp xúc với tôi để có thể là nói rằng là tôi có thể không đăng bài nữa về VinFast nữa, hoặc là làm giảm nhẹ cái việc đăng bài đi. Thế nhưng mà cái điều đó đã bị bác bỏ, bởi vì chúng tôi là báo chí, là phóng viên, và với tôi thì cái quyền lợi của người dân, quyền lợi của bạn đọc và của những người dân Việt Nam thì phải được đảm bảo. Cho nên là cái việc mà chúng tôi đăng và đăng thẳng vấn đề, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra lên nữa về cái việc này và rộng nữa để phục vụ bà con trong và ngoài nước. Và đây là cái tờ báo duy nhất ở trong nước có đăng, trên 800 cơ quan báo đài thì chỉ có tờ duy nhất này là có đăng về cái vấn đề là
VinFast Fadi liệu có như quảng cáo hay không. Thì đấy là cái rất là hoan nghênh cái tờ báo này, phụ nữ mà chị em phụ nữ rất tốt. Đấy. Và tất nhiên là sau khi tôi đăng những cái thông tin đó thì gặp nhiều nguy hiểm. Hôm qua thì tôi cũng đã đưa chia sẻ với các bạn rất nhiều cái sự nguy hiểm luôn rình rập, bởi vì là những cái lượng sự dư luận viên hoặc là những cái người có thể quen ông Phạm Nhật Vượng, bởi các bạn biết là ông ta vốn là một người đã đi làm việc ở Ukraine, là cái nơi cách Berlin không có xa đâu. Thế thì ông ta sau khi đó làm ở bên đó và ông ta làm mì tôm, và cái xưởng mì tôm đó sau đó ông bán đi và về Việt Nam để làm và móc nối với các quan chức địa phương cũng như là quan chức chính phủ để làm bất động sản. Thì cái việc mà làm bất động sản, việc điều tra rõ ràng hay không, ông ta có sạch, có làm đúng cái đóng thuế như vậy đàng hoàng hay không, thì cái việc đó là cơ quan cảnh sát điều tra trong nước phải tiếp tục làm. Thế còn tôi thì sau khi đăng những bài báo đó thì đã bị những cái người rất là không biết là do sự chỉ đạo của ai, của tuyên giáo Việt Nam hay là của bản thân ông Phạm Nhật Vượng hay là của cả hai, tức là nó có vẻ như là họ đã bị mua, và họ nói rằng là về mà bố bắt được, bố cắt đầu mày không trượt cái nào. Đấy, tức là họ nói những cái từ ngữ rất là nguy hiểm và nguy hiểm đến tính mạng, tức là đòi cắt đầu tôi. Và cái điều những cái thông tin này thì tất nhiên là tôi cũng đã gửi cho dịch và gửi cho cảnh sát Đức để họ điều tra. Và những nếu mà những cái địa chỉ IP của những người này nó nằm chung với cả cái khu văn phòng, cái chỗ mà ông Phạm Nhật Vượng đang làm, thì ông Phạm Nhật Vượng sẽ gấp rất nhiều rắc rối, bởi vì là đó là bằng chứng để cáo buộc những cái người mà ra lệnh để làm những cái việc này. Thì có thể những cái quan chức hoặc là những cái người, kể cả ông Phạm Nhật Vượng, nếu ông tham gia vào cái việc mà hoặc là tổ chức với cái việc mà ám sát nhà báo bên này, thì ông sẽ không được nhập cảnh sang các nước châu Âu và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Cho nên là những cái việc này thì tôi đề nghị là ở trong nước phải làm rõ để cho những cái người dân Việt Nam hoặc là những cái người dư luận viên hoặc cả bản thân những cái người mà có thể vì tức tối họ viết nói như thế này, là nói là cắt đầu tôi như thế này, thì là phải xem xét lại về cái việc hành động của mình. Hoặc là có những người người ta viết thẳng luôn vấn đề là thế này, họ viết thẳng luôn là thấy ông Toàn chẳng hạn, thì ông nói luôn là thế này, đây nó hơi gió ở đây, hơi gió đây, tức là họ viết rất rõ là Phạm Nhật Vượng nó thuê mafia thủ tiêu ông này trong ngày gần nhất, tức là họ thông báo trước cho tôi đấy, họ nhắn tin như thế, là vừa dọa vừa thông báo là Phạm Nhật Vượng nó thuê mafia thủ tiêu ông này trong ngày gần nhất, tức là có thể Phạm Nhật Vượng nó sẽ thủ tiêu tôi. Và đây là những cái bằng chứng rất rõ ràng về những cái hung hãn của những cái lực lượng dư luận viên hoặc là những cái người trong nước, bởi vì chúng tôi đưa tin là sự thật, và cái bằng chứng tôi vừa đưa ra cho các bạn thấy rõ ràng là đấy là cái sự lừa dối người tiêu dùng trong nước. Toàn bộ cái lượng xe đó là không có được đưa sang Eurocap này để kiểm tra chất lượng theo như họ nói, mà hoàn toàn không có. Mà không có kiểm tra chất lượng thì những cái chỗ khác mà người ta nói đưa để kiểm tra chất lượng thì chắc chắn là cũng rất nhiều chỗ là không có. Vậy thì cái việc này là phải cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an phải trong nước phải vào cuộc thì mới biết rõ được là ông Phạm Nhật Vượng đã làm gì với chiếc xe đó, và tại sao khi chưa có đảm bảo chất lượng, chưa có cái chứng chỉ chất lượng đem bán cho người dân, thì như vậy là ông ta đã coi thường cái tính mạng của hàng chục nghìn người dân Việt Nam, và dùng những cái đồng tiền đó, lại ông ta đã thu những đồng tiền bất chính đó và ông ta tiếp tục để làm cái việc bất chính hơn, và có thể dẫn đến là có những người đi những chiếc xe như vậy nếu gặp tai nạn thì họ sẽ không được bồi thường, bởi vì bảo hiểm họ không bao giờ bồi thường cho những chiếc xe mà không có chứng chỉ về an toàn giao thông cả. Và quan trọng nhất là những người dân Việt Nam đã chịu thiệt thòi mà khi vừa mất tiền vừa có thể là mất mạng với những chiếc xe như vậy. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà tôi cung cấp cho các bạn về cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng đã làm gì trong thời gian vừa qua, và chúng tôi cũng đã hỏi cái nơi mà thử chiếc xe là chỗ này để cho các bạn biết, Eurocap, Ncap. Thực sự cái thông tin này thì chúng tôi đưa ra là cái thông tin mà rất quan trọng trong cái kết quả điều tra của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và đây các bạn thấy rất rõ là trong cái tờ báo này cũng ghi rõ là Euro NCAP là cái nơi mà cái chiếc xe VinFast Fadi, tức là VinFast sẽ được gửi đến. Thế nhưng mà bài báo này, cái đường link tôi có đưa để ở phía trên các bạn tự tra khảo là có. Và nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta đã biết không hề có cái kiểm tra kiểm định chất lượng của những chiếc xe này được xác nhận ở bên này, đó là tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì là sau khi trả lời thư của chúng tôi thì tôi cũng rất ngạc nhiên, và ngày hôm nay chúng tôi xin công bố các bạn cái thông tin chi tiết và cụ thể như vậy, là đây là cái việc mà họ nói rằng là rất tiếc các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Và đây là bằng chứng rất rõ ràng
và về cái việc là vi phạm pháp luật của những cái người chịu trách nhiệm trong công ty VinFast về việc này. Và chắc chắn là với cái bằng chứng này thì tôi cũng đã gửi thẳng về cơ quan công an điều tra của Bộ Công an ở Việt Nam để cho những cái cấp chính quyền trong nước biết và tiếp tục điều tra chi tiết hơn về mọi cái tình tiết khác nhau. Và cũng nhiều bạn hỏi tại sao tôi không đưa những cái thông tin cụ thể về công suất máy, thiết bị máy hoặc thế nào là Euro 4, thế nào là Euro 6. Thì tất cả những cái thông tin đó thì các bạn có thể tự tra khảo ở trên mạng, trên Kotler thì các bạn có thể thấy ngay là nó là như thế nào. Nhưng mà trong cái thời lượng phát và trong cái thời gian của chúng tôi thì không có đủ để giải thích tất cả những cái thông tin mà các bạn yêu cầu. Cho nên là chúng tôi chỉ tìm hiểu và đưa ra những cái thông tin quan trọng nhất, khái quát nhất và có tính chất quyết định nhất để các bạn và người tiêu dùng trong và ngoài nước biết, tránh mua phải những chiếc xe mà không có kiểm định và rất dễ dàng gặp tai nạn. Mà khi gặp tai nạn rồi thì cũng không ai bồi thường cho những chiếc xe mà bị tai nạn như vậy. Và tới đây chắc chắn rằng những cái người như ông Phạm Nhật Vượng hoặc là những cái người như là những cái người ở đây là chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy, đây là cái người mà chắc chắn phải chịu trách nhiệm và trả lời các câu hỏi trước điều tra của Bộ Công an Việt Nam về cái việc là tại sao đưa thông báo là xe đi thử mà cuối cùng lại không thử mà lại vẫn bán cho người dân. Thì bình thường như ở Đức thì toàn bộ những cái xe đó là phải thu hồi ngay lập tức và phải kiểm tra chất lượng cũng như thử cẩn thận tất cả mọi cái cho thật tốt, và phải để những cái thông tin thử nghiệm đó cho mọi người cùng biết thì lúc đó rồi mới nói chuyện bán mua bán ô tô. Còn bây giờ thì những chiếc xe đó hiện nay là không được thử ở Eurocap như người ta đã nói, và những cái người như vậy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước công luận. Và họ cũng vì đồng tiền, muốn kiếm nhanh tiền, muốn chỉ mang những cái thiết bị từ khắp nơi về để lắp ráp thành một cái xe nói là xe tự hào Việt Nam, là xe Việt Nam, mà đã làm một cách rất là ẩu thả và coi thường tính mạng của người dân, coi thường tính mạng của nhân dân và của những người sử dụng đó, và kể cả những cái người mà mua những chiếc xe này trong thời gian vừa qua và sắp tới. Thì nếu những cái thông tin này chắc chắn hy vọng rằng sẽ giúp các bạn được nhiều những cái hiểu biết hơn trong cái việc mà vì sao mà ông Phạm Nhật Vượng phải đưa ông Nguyễn Xuân Phúc, phải đưa Nguyễn Phú Trọng ra để quảng cáo chiếc xe này, phải đưa David Beckham ra để quảng cáo đến chiếc xe này. Thì đấy, theo chúng tôi đánh giá là chẳng qua đấy là những cái vấn đề để làm che đậy những cái phía đằng sau, đấy là vấn đề kỹ thuật, vấn đề kiểm định chất lượng, vấn đề ô nhiễm khí thải và nhiều vấn đề khác nữa. Thì những cái người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước công luận, và đề nghị báo chí trong nước, trong và ngoài nước tiếp tục điều tra. Sau khi chúng tôi cung cấp những thông tin này thì tiếp tục điều tra, đưa thêm những thông tin mới cho bà con trong và ngoài nước cùng biết về chiếc xe và những chiếc xe công nghệ mà ông Phạm Nhật Vượng đã nhập và mua. Và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cái vụ việc này thêm, mở rộng thêm vào thẳng cái công ty General Electric, tức là công ty KM, công ty mẹ mà nơi và sở hữu thương hiệu của Opel cũng như là của Chevrolet đã bán cái công nghệ cũ này cho ông Phạm Nhật Vượng. Vậy cái việc bán công nghệ cũ này là ông Phạm Nhật Vượng muốn như vậy hay là người ta cố tình bán? Và cái chiếc xe này tại sao lại bán vội ra thị trường như vậy mà không qua kiểm định theo như đã thông báo? Thì cái này, việc này ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải trả lời người dân, vì đã coi thường tính mạng của người dân. Và chắc chắn là ông Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một thời gian, sau một thời gian dài bị ốm, bị bệnh, bây giờ ông ta đã xuất hiện, thì ông ta cũng sẽ có cái thái độ rõ ràng hơn để lấy lại lòng tin của người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là và 4 triệu đảng viên của ông ta, và cách quản lý cán bộ của ông Nguyễn Phú Trọng làm sao để cho những cái người cán bộ đó phải phục vụ nhân dân, chứ không thể là trở thành những người tiếp tay cho các doanh nghiệp bẩn để phá và làm hại nhân dân bằng những cái sản phẩm tệ tệ như vậy được. Vâng, tôi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình tường thuật của tôi tại ngay trước cái DEKRA là nơi đăng kiểm chất lượng tại Đức, đây là ở Berlin. Và như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua thì đã xảy ra cái vụ việc xe VinFast Fadi được đưa sang Đức, sang châu Âu để kiểm tra, thực tế thì lại không phải như vậy. Chúng tôi đã điều tra và chắc chắn rằng trong cái thời gian, thời lượng nó không dài, thì tôi đã cung cấp cái thông tin khá đầy đủ cho các bạn. Và những bạn nào muốn tìm hiểu thêm những thông tin về ông Phạm Nhật Vượng
về chiếc xe này, về công nghệ này thì hãy comment tha xuống dưới cái livestream này của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để trả lời các bạn trong thời gian gần nhất. Và các bạn hãy bấm theo dõi trang thời báo.de, Facebook của thời báo.de cũng như trang cá nhân của tôi Lê Trung Khoa, để các bạn luôn luôn được cập nhật những thông tin nhanh nhất, sự thật nhất và nóng hổi nhất trên toàn thế giới, những tất cả những cái gì liên quan đến Việt Nam. Vâng, cảm ơn bạn, các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.